ATM Lucky, cùng hạnh phúc, cùng thịnh vượng. Theo khảo sát của phóng viên, lượng vé bay dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đang hết rất nhanh, đặc biệt là vé bay giá rẻ gần như không còn. Một số chuyến bay thậm chí đã treo biển hết vé. Các hãng cũng áp dụng hình thức bán vé theo combo để hút khách tới các điểm du lịch. Do lượng khách giao dịch tăng mạnh những ngày gần đây, nên những chuyến bay giờ đẹp của Bamboo Airways trong dịp nghỉ lễ từ các thành phố lớn tới các điểm du lịch gần như đã hết vé. Vé giá tốt trong dịp nghỉ lễ đang khan hiếm, thậm chí dù chưa tới nghỉ hè, nhưng do khách đặt chỗ sớm hơn, nên vé cuối tuần bay cao điểm cũng bắt đầu có hiện tượng sốt. Đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp lễ, các hãng bay tăng chuyến, tung thêm khuyến mãi về giá vé và hành lý ký gửi. Các hãng cũng chủ yếu tăng tải các đường bay giữa các điểm du lịch nổi tiếng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt, Phú Quốc. Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cũng khuyến cáo để không bị lừa khi mua vé máy bay bởi các đại lý giả mạo, hành khách nên mua vé máy bay ở các phòng vé hoặc các đại lý chính thức của hãng.